con ruột phi nó hay là tại vì nó giữ con hay thôi, tại vì nó nhiều á. Con phi giữ con hay lắm à. Nó đồng đồng nó ngóp trong miệng nó luôn rồi đây mấy con kết. Con gì á? Cái dồ. Cú đầu. À. Nước chừng khoảng 5 mét là ngon lắm, nước chảy quá. Các bạn tới đây rồi nè. Mát. Đá hay dữ trời. Luôn quá mạnh, lột một cái tút ra ngoài xa là hút bằng điện lột luôn. Chạy vô tới đầu trống hết rồi. Đục cá gì chạy. Có đó. Đục hai con luôn. Hai bên hai con. Rồi giỡn đi anh. Thử rồi bắt được mấy con cá chấm này. Chứ thường thường mấy con cá đó là người ta có xịt mồi. Trước rồi mới đi này lại hả? Không có, nó nhào nhào lên vậy đó, chích mồi đó. Anh thấy mấy thằng quay YouTube nó đi cũng vỏ vỏ này không? Dạ. Lúc nào nó cũng có cái xịt mồi chứ. Trời ơi trứng. Không biết. Từ từ. Nó lặn lặn lại đây là hồi nó phình lên. Gấp xúc nó chạy luôn. Đó. Nhào lên đi. Qua gì không đi bắt nó hết mẹ. Đây kìa. Cái chép à. Dư điện gì lên xa dữ. Một cái dầm á. Tới 20 giờ. Sẵn cái đầu nó chạy đó nha. Giờ đó con luôn kìa. Xô ra, xô ra. Nó dưới lá vỏ. Xô ra là nó xô ra. Xô xuôi xuống gió chứ không xô. Bê cái dầm đi, chừng nào có cá hả, hả chụp vợt. Nè, không có mắt đâu. Cá bóng. Bóng tượng. Cái này có nghe một lần.
Đúng rồi, đây có một giọt gà con mé. Nè, hai đứa luôn. Còn cá chép, còn cá vồ. Kìa cá chép bên đó nè kìa, sau lưng nữa kìa. Còn cá vồ nè. Xô ra, xô ra. Từ từ nói lên nè, từ từ nè. Thấy rồi, thấy rồi. Vô bầy, vô bầy, vô bầy. Xô ra. Nói lên nè, nói lên nè. Nè nè. Không mắc đâu. Con nào nó đã nổi là nổi luôn đó. Cho đi 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 mũi của bạn lại. Gì á? Mình chuột cái chỗ đó mối mình lấy nhiều lắm rồi đó. Đúng rồi, mình trả chẳng. Cái gì? Cái đó mà kìa, cái vỗ lúa đậu nữa kìa chú. Cái đó mình, cái đó người ta trả xíu luôn. Cá trắng. Cá trắng. Cá đó kêu bằng cá gì ta? Phi một giờ mới bắt nó. Cái lúc đó nó sáng lại quá trời luôn đó, mà bình nó yếu. Cá trâu rồi nó nhào. Nó chà bá luôn, nhào lắm. Khúc đó là khúc ngon. Đây nè, cái vô đây. Kìa lúa đậu đây kìa. Quá trời. Bắt được. Chỗ đâu? Không. Chết. Cứ ngắt luôn. Trời ơi trời. Quá trời. Đó phải nó rồi đó. Há họng luôn chứ đâu chạy được. Đây đây, kéo cái này nắm vô. Con này chắc có 3 kg hơn. Ủa cá vô. Nổi rồi, nổi luôn đó. Không chìm đâu. Hết biết. Nắm đuôi á, để nó chào nó cắm đầu xuống là mắc á. Gớt mất tiêu. Xô cái mũi xích ra ngoài anh, đừng có móc cái mũi vô bờ. Giữa kinh. Móc sát qua đó nó chạy bên đây không. Em thấy anh đây có cái bình 200 ben ngon quá, tính đâu còn điện. Mới mua. Thì mới mà. Ai vậy? Cái mặt giặt đi. Mấy quận này mà nó chạy lại. Cái bóng. Bóng phình phình. Bóng tượng. Rồi được chứ. Chậm. Gà lại chút, chậm. Ừ. Trâu rồi, thắt lát. Ở dưới phần làm cái hết biết rồi. Nè, đây nè. Thắt lát. Lát lại ngang. Từ từ phình lên. Thà gà là lấy chút. Gà chút chậm lại. Đó, phình lên nè. Cá trắng nè. Rồi con cá nó tới đắt luôn.
cá thác lát nãy chìm tới đất rồi. Lát nhỏ, lát đồng chứ. Không lẽ dư điện ta. Giảm lại chút coi. Bình kia.